Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé Mặc dù Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn chưa có lịch chiếu chính thức Nhưng bộ phim vẫn thu hút được lượng lớn chú ý của người hâm mộ Theo thông tin mới nhất, bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 7 tới Mới đây hình ảnh trong phim tiếp tục bị dò dỉ ra bên ngoài hé lộ cái kết hạnh phúc cho cặp đời Cố Ngụy Tiêu Chiến và Lâm Chi Hiệu Dương Tử trong Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn. Trong hình, Tiêu Chiến và Dương Tử cùng nhau xuất hiện tại tiệm váy cưới. Với sự giúp đỡ của nhân viên, Dương Tử khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng dài tay. Tiêu Chiến đứng cạnh si mê nhìn bạn gái và nương mặt Dương Tử lên. Với kinh nghiệm xem phim hòa ngữ, nhiều người đồn đoán rằng có lẽ Tiêu Chiến sẽ tặng cho Dương Tử một nụ hôn ngọt ngào sau khi trả lời chính thức được đăng tải vào cuối tháng 4 vừa rồi dư sinh xin trì sáo nhiều hơn dường như im ắng hơn hẳn để hâm nóng tình hình mới đây một cư dân mạng xứ trung bất ngờ chia sẻ video được lấy từ hậu trường của phim dù chất lượng video không được tốt vậy nhưng vẫn thấy bóng dáng của tiêu chiến trong tạo hình bác sĩ cố ngụy trong đoạn video trên nhân vật cố ngụy tiêu chiến đang khua tay múa chân trước màn lâm chỉ hiệu xương tử có lẽ để an ủi bạn gái anh chàng bác sĩ bỏ đi màng bọc nghiêm túc hóa thanh niên có người yêu nhõng nhẽo. Thấy tiêu chiến làm cho con bò, dương tử ngay lập tức cười thoải mái, thậm chí cô nàng còn dùng hai tay lau nhẹ miệng cho bạn trai. Nhìn phản ứng hóc này xem, không khác gì một cặp đôi yêu nhau lạ bao. Nếu ai tình ý có thể nhận ra, bối cảnh trong đoạn video trên thường xuất hiện trong các bức ảnh poster trước đây phim đăng tải. Phải chăng đây chính là tầng thượng tại nơi làm việc của bác sĩ Cố Ngụy? Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn là bộ phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của thợ đá Berlin. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu cách biệt tuổi tác giữa bác sĩ Cổ Ngụy và nữ sinh viên khoa thanh nhạc Lâm Trì Hiệu. Cả hai vô tình quen biết nhau khi bố của Lâm Trì Hiệu nhập viện và trở thành bệnh nhân của Cổ Ngụy. Dù dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn vẫn đang khiến fan nản lòng vì chưa có dấu hiệu lên sóng. Vậy nhưng mối quan hệ của cặp đôi chính Dương Tử, Tiêu Chiến lại vô cùng ngon ngào. Nhiều khán giả nhờ đẩy thuyền chuyên nghiệp đã phát hiện ra những tương tác thú vị của đôi dư sinh tại đêm hội Weibo, sự kiện đánh dấu màn sánh đôi đáng nhớ nhất. Cả hai đã có dịp ngồi cạnh nhau, còn có sân khấu trình diễn chung. Thế nhưng một số hành động trêu chọc nhau nhỏ nhỏ giờ đây mới được nhiều fan đảo bới xàm. Trong đoạn clip được chia sẻ rầm rộ gần đây, Từ Chiến đã đi tới chỗ ngôi của mình cạnh Dương tử, ngồi xuống và sau đó là đá lông nhau với bạn diễn xinh đẹp Hành động như đang thả thính của anh chàng khiến Dương Tử ngại ngùng tới trợn mắt. Tưởng tác đáng yêu chưa tới 10 giây này của cặp đôi dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Không cần phải đến đêm hội quê bồ, mỗi khi có cơ hội tái hợp hay đứng chung sân khấu, thì cặp dư sinh Tiêu Chiến Dương Tử luôn tạo nên khen mít chi bùng nổ. Nàng thì ngại ngùng, chàng thì tình nghịch. Đây chẳng phải là cố ngụy và lầm triệu ngoài đời thật hay sao? Phim dự kiến sẽ tạo nên cơn sốt mùa hè năm nay. Chúng mình là Hồng Phim, nếu như các bạn cảm thấy những bộ phim mà chúng mình vừa kể trên rất hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh để luôn được cập nhật những bộ phim mới và thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.